hôm nay mình sẽ nói cho các bạn khẩu vị đầu tư của những quỹ trong thị trường crypto cũng như là những quỹ nào nằm trong danh sách đen nhé. Tất nhiên là ngoài những yếu tố khác nhau để đánh giá xem dự án này có tiềm năng để rót vốn vào hay không thì mỗi quỹ đầu tư crypto cũng có riêng cho mình một khẩu vị đầu tư. Mình lấy ví dụ đó chính là ý tưởng của dự án hay là sản phẩm của dự án. Dự án này là về sản phẩm gì? Ví dụ là về DeFi đi thì sẽ có những quỹ rất là ưu ái và rất là chuộng để đầu tư vào những sản phẩm DeFi. Cũng giống như là bạn xem Shark Tank thì những dự án là về bất động sản thì cũng có những shark rất là chuộng về sản phẩm đây đúng không nào? Ngoài ra thì hiện nay trên NFT gaming rất là hot, cho nên là sẽ có những quỹ họ rất là chuộng đầu tư vào những dự án về NFT gaming chẳng hạn. Số 2 là hệ sinh thái. Dự án này xây dựng trên chain nào? Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Solana, Polkadot, Avalanche, Phantom, Near, vân vân. Sẽ có rất nhiều trên khác nhau và tùy theo mỗi quỹ đầu tư mà họ đã có sẵn cái nguồn nhân lực và hệ sinh thái nào có thể giúp đỡ cho dự án nếu như mà dự án xây dựng trên trên đấy. Mình lấy ví dụ có một số quỹ đầu tư họ sẽ rất thích đầu tư vào những dự án chỉ xây dựng trên Solana mà thôi. Số 3 là ticket size. Ticket size là gì thì nói nôm na đó chính là số tiền đầu tư mà quỹ sẽ rót vốn vào cho dự án. Có một số quỹ thì họ yêu cầu ticket size khá lớn, có thể lên đến vài trăm ngàn đô hoặc là vài triệu đô hoặc là vài chục triệu đô thì họ mới hứng thú đầu tư. Họ sẽ không chấp nhận những ticket size quá nhỏ như là vài ngàn đô hoặc là vài chục ngàn đô. Nói về ticket size thì cũng nói qua một chút về sẽ có những quỹ họ hứng thú đầu tư về equity tức là về cổ phần, nhưng mà cũng có những quỹ họ sẽ hứng thú đầu tư hơn về token. Số 4 là lịch trả token. Sẽ có những quỹ crypto họ chỉ hứng thú đầu tư vào những dự án mà có lịch lock tức là lịch khóa token trong vòng từ ít nhất là 1 năm đến 2 năm. Bởi vì sao? Bởi vì họ tìm kiếm sự đồng hành lâu dài cùng với dự án và sự cam kết phát triển lâu dài của đội ngũ dự án. Ngoài ra quỹ đầu tư họ cũng quan tâm là họ đang ở vòng đầu tư sớm tức là vòng hạt giống hay là đến private hay là strategic rồi. Thêm nữa là họ rất quan tâm đến valuation, tức là định giá của doanh nghiệp định giá bao nhiêu, dựa trên cơ sở nào, cũng như là có bị ngáo giá hay không. Thêm một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khẩu vị đầu tư của quỹ đó chính là đối tác. Dự án đã hợp tác với những bên nào rồi, có thể là sàn hoặc là advisor của dự án là ai, hoặc là trong thời gian tới thì dự án sẽ hợp tác với những bên nào để quảng bá marketing, truyền thông hoặc là launching public sale chẳng hạn. Những yếu tố về đối tác rất là quan trọng. Ok, và sau đây mình sẽ cho các bạn xem danh sách và tier của một số quỹ đầu tư crypto nha. Các bạn lưu ý mình lấy danh sách này trên DeFi Prime thì họ đã đăng file này công khai trong một bài viết trên trang Twitter của họ. DeFi Prime cũng được 48,5 ngàn người theo dõi và được theo dõi bởi những tên tuổi lớn như SBF, Certik hay là Justin Sun vân vân. Mình thấy ở đây họ chia thành nhiều yếu tố như là Diamond Hands, tức là quỹ đầu tư có hold token của dự án dài hạn hay không, Value Add tức là giá trị của quỹ đầu tư mang lại cho dự án có nhiều hay không, và cuối cùng là Tier thì quỹ đầu tư nào có chữ chat hoặc là tier càng thấp như là 1 hoặc là 1.5 thì quỹ đầu tư đó càng xịn. Kéo xuống cuối cùng các bạn sẽ thấy dòng màu đỏ là danh sách Blacklist. Bạn nào muốn xem file này thì chúng ta bấm vào link Twitter ở bên dưới phần comment nha.